Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Phật đã nói đời là bể khổ, tại sao Ngài nói như vậy? Có lẽ khi nhìn vào đời sống nhân gian, Ngài thấy cuộc sống con người quá khổ. Và sau đây là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhóm Nẻo Đường Yêu Thương Chúng Con xin kính mời cộng đoàn cùng đón xem và cầu nguyện cho gia đình này. Gia đình này sao cho Toán? Đây gia đình bà cố năm nay là gần 90 tuổi. Rồi. Nhưng ban ngày thì bà đang đi ra ngoài đồng đi mò cua bắt ốc với là đi gọi là đi hôi. Ở ngoài thuyền bè họ đi nghề về thì bà ra đi xin rồi. Con cá con mắm là bà bán và kiếm tiền để nuôi. Vâng. Một anh đây năm nay chú là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay chú là bao nhiêu tuổi là đi tôi gà đó. Đây cũng là hơn 40 tuổi và 50 tuổi. Thì nói chung là người ta theo người ta bây giờ ngày chưa có người yêu rồi xong rồi người yêu chia tay rồi. Ồ vậy à. Đến vì tâm thần ngộ. Ồ, rồi bây giờ thì cứ phải thích anh ở trong đó để bà chăm sóc. Hàng ngày lo ăn uống rồi đi mọi sự trong cái ô nhà đó. Bà cố thì gần 90 tuổi rồi. Trời. Ừ, bà đi đâu rồi? Đây bà về đây nè, bà về đây. Thấy được mấy con cá rồi. Được vài vài cá được bán. Bán là mấy nghìn? Bán sơ nhé. Không phải 2 gram thì 2 cân rồi. Rồi bà đi hôi cá để lấy tiền nuôi con à? Nuôi con đó, nuôi cái chú đó phải không? Chú đó bao nhiêu tuổi rồi? 54 tuổi rồi. Nhưng mà không mặc quần áo gì à? Không mặc, mặc cứ xé ra thôi. Đây là cha Toán này, cha Toán ở đây sư Hải nhá. Đây là sư bên đạo Công giáo. Bên đạo Công giáo. Toán là đến thăm, đây là cha Thường. Vâng. Anh ta đến đáp ở giáo phận Thanh Hóa. Vâng. Đáp vâng. Chú có ăn sáng chưa? Ăn gì chưa? Mà đi làm. Có gì ăn? Đây thì nhảy ngày chưa phong độ. Đây là đẹp trai. Chưa đẹp trai. Trời đi thất tình rồi ra vậy. Đi nghề với con đó ngày xưa là con còn nghề đó là đi nghề với con lâu lắm nào. Vâng. Câu kéo giỏi lắm. Vâng. Thằng giỏi lắm, đẹp trai cũng là vì lý do nhưng mà nó bị. Tôi hỏi thì tôi chết luôn được, tôi xin cưới luôn. Phá cả ông bà. Ồ. Thôi không sao. Bà ơi, hôm nay á là các cha nhá, có hai cha Thường với cha Toán, có sư Hải nữa đến thăm bà nhá. Rồi có một cái túi quà cho bà nhá. Vâng, có mì gói đây cho bà. Đây. Thế bà và dùng. Thế này đây là con đến bà cũng vậy. Thế này đây là có 2 triệu cho bà nhá. Mua gạo, mua cái gì đó cho con nó ăn nhá. Rồi thì bà có một thân một mình mà nuôi một người con như vậy thì cũng vất vả lắm. Đấy là quà của các anh em của Cai Tá Thanh Hóa nhá. Vâng. Tức là đi xin người cơ, người ta đi cá vô rồi mình đi xin, đúng không? Xin cá xin nữa thì về mua chén cơm cho con em nha. Vâng. Tôi gửi cho bà thì bà mua dầu ăn nhé. Hôm nay ở nhà nghỉ nhá, bà không đi nữa, để nhà nghỉ luôn cho khỏe nhé. Đi từ sáng rồi nhé. Có khi nghỉ cả tuần nữa nhé. Rồi cả tiền lấy tiền đem muối gì cho con ăn nhé. Rồi có mì gói có quà đó. Của mì gói của cô Hồng Kông đã supply tiền là của sư Hải rồi của các nhân của ca sát Thanh Hóa để giúp đỡ cho hai mẹ con bà nhá. Cảm ơn các cá nhân của ca sát Thanh Hóa đã thương giúp đỡ cho gia đình của bà cụ này. Già cá ốm yếu rồi mà thì cứ phải nhân giống như cái thân cò lặn lội ra ngoài bờ sông bờ biển đó để xin từng con cá, nhặt từng con cá con tôm về để nuôi đứa con bệnh tật của mình. Bà thấy đi con cá nó sao?
giá quần cháo gì cả, suốt ngày ngồi đó thôi. Cứ ở nhà nghỉ cho mình nghỉ cho khỏe nhé. Được, cứ lưu nó còng ở nhà thôi nhé. Rồi. Rồi, chúc cho bà luôn khỏe để mà nuôi con nhé. Nuôi đứa con bệnh tật của mình. Xin cảm ơn sư Hải, cảm ơn tất cả các nhân của ca sát sinh hóa. Bà chịu khó nhé. Vâng, con mẹ ở nhà nghỉ không đi nữa nhé. Cứ đi mua dầu về ăn thôi nhé. Mua miếng dầu về ăn thôi nhé. Không phải đi ra chợ, không phải đi mua nữa nhé. Đi mua được hai sợi sợi đấy. Đấy, đừng có quăng, chuyển đâu đấy. Ừ. Ơi, đấy, có đẹp gái đây. Trải đầu, buộc đầu này. Tên gì? Tên là gì nhà chị? Tên là gì? Hoa, chị Hoa. Không lạnh nhà, không lạnh nhà. Cũng còn dài không? Thôi, cũng còn dài. À, tủ đẹp quá, ai cho cái tủ đẹp thế này? Mua à? Mua đó, đưa chị sơ mua đấy. Đây là anh một tóc cho này không? Tự nấu ăn đấy. Tự nấu ăn. Cắt tóc là tự cắt tóc đấy. À, bếp đây này, bếp đẹp trên nhà này. Sơ Hải này cắt tóc, tự cắt tóc đấy, không cho ai cắt hết. Sơ thì tóc sơ dài, cắt dùng sơ nhé. Cắt giống như con á. Đây vui không? Đây vui nhỉ? Tông tự cắt lấy đây. Tự cắt lấy. Ngồi cắt lấy chứ không cho ai cắt. Có thông không? Có thông sơ làm nó cắt đẹp với ai mà tóc vậy? À, dây thừng mà cắt này. Vâng. Nhưng mà ông bà hồi xưa bị bán bên Trung Quốc à hay sao? Thế này xưa cho cái bị bán bên Trung Quốc à hay sao? Không, xưa cho cái rồi. Con lượng, Vâng. Cũng cười thì tỉnh đấy chứ không? Đây này, ngồi lẻn lẻn đây, ngồi lẻn lẻn đây. Đó. Thì anh đi cũng muốn biết cái kiểu sơ đồ, cái khó. Tiền biểu hóa được. Ừ, thôi, được rồi. Đẹp không? Đẹp hơn sơ không? Đẹp không? Ngon đẹp hơn sơ ở đây, đấy, sơ tặng những cái cọc đẹp hơn. Đẹp đẹp. Đấy, sơ tặng những cái cọc, đẹp đau đây, mực đau đây. Đẹp không? Sơ đẹp chứ nhé. Bếp còn tí đầy thời đấy nhỉ. Cảm ơn sơ đi. Cảm ơn sơ. Cảm ơn sơ. Cảm ơn sơ. 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 Cảm ơn sơ. Cảm ơn sơ. Cảm ơn hai sơ sơ. Cha này. Vâng, cha. Cảm ơn cha. Cha bên đạo. Bên công giáo. Cha bên đạo. Bên đạo. Cha bên đạo. Chị Hoa nhỉ. Chị Hoa nhỉ. Ừ, cứ đóng cửa đây thôi, hình như hôm trước bảo là bị bán sang Trung Quốc á, cho nên là bây giờ gặp người lạ là sợ, không dám gặp ai cả, cho nên là cứ đóng cửa trong cái phòng mình ở đây thôi. Cắt tóc thì tự cắt tóc đấy cho mình này. Một mình một nhà nhưng mà cũng rất là sạch, nhà thơm đẹp, sạch sẽ không có mùi. Đã có mấy mét vuông đây thôi. Cửa nó im mít, có cửa sổ luôn. Chị Hoa, chị Hoa. Nay Hoa nấu gì ăn? Dạ, sơ Hải, có gì đấy? Mì tôm này. Không mì tôm. Sữa. Có một thùng sữa. Một miếng. Cốc này. Hết gạo mất rồi. À, có miếng này. Miếng đây. Miếng này nấu nhá, uống cốc. Chị Hoa uống, chị nói nhá. Phải ra ngoài nữa. Sữa này chị uống luôn nhá. Sơ hướng dẫn cho Sơ cho chị uống luôn nhá. Lấy sữa cho chị uống. Đây, chị uống thử luôn này. Cái sữa này nó hơi đặc biệt một chút là vì cái nó làm thiết kế cho người này, nó hơi khó cái đường uống cái này, nó hơi khó một chút. Nó ở chỗ này cơ, mọi khi là nó hay ở dưới đây cơ. Ở đây này, đây chị nhé. Sữa đặc biệt. Bóc từ đây nhá. Đấy chưa? Đấy. Sau đó từ mà nó bắn lên. Sao bộ nó đẹp vậy nhá? Đây, chị Hoa ơi, chị nhìn cái ống ở đây nó có một cái lỗ hỏng để cho mình bỏ cái ống hút vào này. Rồi hút, đấy, rồi, rồi uống đi. Uống nha. Bóc nhá, uống cái từ nó bắn này. Ngon không chị Hoa? Ừ. Đấy. Rồi, ngon không? Rồi, cứ uống đi nha, đây là mấy chục hộp cái này. Mấy chục hộp cái đấy. Mấy chục hộp đó. Đó có mì gói nha, có mì gói, có miến, có sữa, có ngũ cốc nha.
Rồi sao có ít quà nào cho chị á? Ừ. Đây là chị ngồi chị vẽ này. Ừ. Thôi, đó. Cho chị Hoa đi. Vẽ lên tường đó. Là vẽ là cũng được cái chứ nhờ. Chị ngồi chị vẽ hả? Đi mua gạo ăn nhá. Mua gạo mua đồ ăn nhá. Vâng. Rất là không không có có chồng có con gì hết. Không. Nha. Đây có ai đi chợ mua đồ gì cho không? Có. Bà nhà tôi cứ mua là gửi sang để nấu. Vâng. Nấu không ăn. Vâng. Nấu lấy. Từ nấu lấy. À, tức là mình chỉ đi chợ mình mua đồ về rồi cắt nấu. Nấu lúc nào ăn lúc đó. Vâng. Chứ không để cho người khác nấu. Sang là không ăn. À. Nấu được không? Nấu được. Nấu được. Cái bếp. Bếp sạch lắm rồi sao? Bếp bên trong đấy. Xem cái nồi có cái gì không nào? Ngu cha, các gia vị là bỏ hết vào nồi luôn nha, mắm muối các loại này. Đấy, các đồ cho một nồi hết. Sạch lắm chứ. Nhưng mà chỉ tội là hay vẽ bậy lên tường thôi. Đấy. Nhưng mà vẽ như vậy là cũng là có một cái gì hình ảnh gì vẽ sơ lên tường nhá, rồi vẽ sơ sẽ coi đâu. Vẽ sơ đi, không có chỗ trong phần nhá. Vẽ được không? Vâng. Cái tường rất chắc vẽ nhá. Vâng. Cha, vẽ sơ đi. Cảm ơn nhá. Rồi. Nghe nói là bị bán sang Trung Quốc hay sao á? Rồi. Rồi bây giờ cứ ở trong mấy mét vuông ở đây thôi, không dám gặp người lạ người ngoài. Rồi, chúc cho chị khỏe nhá. Thế là mà khi nào cần cắt tóc thì bảo cho sự đến đây cho cắt cho nhá. Đó. Đây cho sự đó. Vâng. Sơn gương cắt lấy chứ không. Không cho ai cắt cả. Cảm ơn Hoa nhé. Đây này, nhà vệ sinh ngay đây mà cũng chả thấy cái mùi gì này. Sạch sẽ thiệt đấy. Tôi thích những người sạch sẽ. Được cái sạch sẽ không ạ? Vâng. Thì cứ chiếm hàng vào trong đấy mà có đi ra ngoài đâu. Không đi ra ngoài. Bao nhiêu đây, bao nhiêu tiền đây? 100. 200. 200 cũng biết cũng biết cái đó quá to. Thôi được rồi, tí nữa đưa cho bà thế bà đi chợ cho. À, hôm nay tôi cùng với cha Toản với lại Sư Hải đi thăm một gia đình có nhiều cái người bệnh tật nha. Giáo sư Hoài Yên xin mời cha đứng lên cho giới thiệu sơ qua về cái gia đình này như thế nào. Bốn là họ Trần đúng không nhỉ? Dạ, ông Nguyễn. Trung Nguyễn. Vâng. Cái này cắt ra rồi đấy. Đây là chả của bà. Ngon chưa? Đấy. Cái này ngon lắm. Cái tóc hả? Không, quả trứng gà. À, quả trứng gà nó xanh thì sao mà ăn được? Kevin, let's try. Ăn được không? Chá không? Chá không nhỉ? Try. Có đổ không chưa cho? Chá cho được thôi. Cô ra nhà anh vậy. Để cho ông đi ăn cái miếng tóc á. Sơn. Tóc đâu có tóc đâu. Tóc đâu. Tóc đâu. Tóc đâu. Trứng gà. Mùi nhà chả chiều. Đấy. Chả chiều sao bà. Thương á. Ăn đồ đấy. Mùi chắc rồi bác. Không được nhớ. Anh không. Anh không. Ngồi đi khỏi. Ngồi được ăn này. Không nước. Không nước. Thế nào. Quẻ chân nó ngồi đây nào. Làm sao vậy. Sao. Cô đang ngồi đi sơ xem nào. Chủ nhà đây. Chủ nhà. Đấy chưa. Chủ nhà. Xem miếng nào ăn được cho bao giờ đứng nào. Ngon lắm quý vị. This is papaya. Đây là trên miếng muối đó. Hay cậu bánh cho cái gì à? Đây con được cái đấy bánh chỉ có ít. Ok, hãy cứ tìm miếng phần. Ăn đi, thế này. Ăn thêm vài miếng nữa. Cảm ơn. Chú ơi, nhà nó đủ bằng trung thư này. Mọi người ăn khế nhá, ăn khế này đủ này. Sung. Sung này. Chuối. Chuối này. Ngã đủ. Chung với nhau. Ngã là sung này. Ngã đủ chứ. Ăn cùng với gọi là thánh đủ ấy. Được hả? Ăn chung lại. Gói lại vậy ăn. Vâng. Đây là papaya. Đây này. Quả bả đây này. Papaya. Banana. Then the fixed fruit. Mời mọi người nhé.
mời mọi người ăn đu đủ nhá. Thì anh cho mấy bài xin một chút ít. Thôi, con lên cho mấy bé nha. Đây, đây, đây. Con xin các cha uống này nhé. Sơ, sơ, sơ. Sơ, sơ, hai cha. Cha bên Mỹ. Đây là cha này. Sơ này. Sơ này nhá. Thì là cha bên nhà bên cháu đó. Con ăn này nhá. Chúc cảm ơn nhá. Này, con thích cái nhà này không? Đây, nhà được mấy cháu? Nhà được mấy cháu? Hai cháu, em cho con này. Em bé thì cho cái này nhá. Em đây là quả sung đây này phải không? Quả bà hả sao? Hải mời mọi người ăn đi một miếng. Một miếng đi. Mời đi. Mời. Đây 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 đây. Cho mời cho thường đã. Đây này. Đá. Ăn lá. Đây này. Lá này. Đây vậy à? Ăn mấy cái lá ăn lá. Okay. Đây của con đây. Thấy khoản mày đi. Để trời gọi nghe. Quý quý con ăn cho nghe con ăn này. Dạ vâng. Đây, thôi chưa biết ăn cái này này. Đây, có bánh này nhé. Đấy, chiên nhau vào nhá. Đây, có cái này nó ăn ngon nữa, chúng ta làm nhé. Cảm ơn cha đi. Mấy đứa chúng mình cảm ơn cha này. Không, không phải đứng, không phải đứng, ngồi. Cảm ơn cha. Ngồi đi, ngồi đi. Cảm ơn cha. Không phải tay lại các con, cảm ơn cha đi. Cảm ơn cha đi, khu nhà đẹp đấy. Ừ. Này, cha xây nhà cho tôi nhá. Cảm ơn cha. Hôm nay chúng tôi đến để thăm lại cái căn nhà mà chúng tôi đã xây cho cái gia đình này. Không biết nào biết nói hết à? Không biết nói gì vậy à? Dạ. Con nói trong Việt được không? Đây, đây là căn nhà mà chúng tôi đã xây dựng cho gia đình này. Mà chúng tôi đến chúng tôi đi thăm lại. Đó, căn nhà đó đẹp đó. Nhà vệ sinh. Nhà tắm, nhà bếp, đấy, bếp đấy. Này mọi người say hết, nói hello cả, hello. Chào đi, hello đi. Hello. Này hỏi đi, hỏi ask khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Nó hỏi có. Rồi hỏi đi, có khỏe không? Hỏi lại đi. Có khỏe không? Tiếng Việt, bạn có tiếng Việt ra, nói tiếng Việt ra, hỏi lại này đi. Hỏi lại anh có khỏe, khỏe không? Khỏe không, khỏe không? Có khỏe lắm. Có. Rồi. Bà đâu rồi? Rồi. Đây là lá đu đủ rồi. Đây đầu nữa. Mỗi ngày hai hộp thôi, không uống hết thì đại đau bụng. Vâng. Còn nếu còn thì đến chiều còn để lấy lại. Vâng, vâng, vâng. Cho một lúc nha. Dạ. Chị đang còn nhiều lắm này, ơi, đây mới chỉ người. Đây, 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 bỏ hết xuống đi, quý ạ. Bỏ. Sơ Hải ơi, đi thêm. Cho cô uống được không? Sơ cho anh uống đi. Con ngồi đây để sơ đỡ con lên đó nhé, ok.
Không kệ thôi sợ. Okay. Anh biết đó mà. Biết đấy, thanh niên đẹp trai. Thanh niên. Đây của con đây. Rồi. Cái con cầm chắc chủ của đây. Đây của con đây. Đây chưa để cho con nhá. Đây của con đây. Đây. Mệt quá. Đây. Không uống. Vâng. Rồi tí nữa. Cứ anh này thì uống này nha. Sợ chút. Ngon không? Vâng, chào chị nhá. Vâng. Bà có sữa chưa? Khỏe nhá. Thì ra xe đi lấy vài thùng nữa vô nè. Vô chia cho. À, xe chạy anh đây đó. Cảm ơn sữa. Cảm ơn. Con nói cảm ơn. Nó to này chưa nghe thấy. Chưa nói cho nó đang uống hay sao? Đang uống sao mà cảm ơn được. Thấy chưa? Ngon không? Ngon. Ngon quá nha. Không ngồi thẳng được. Hình khu này thì lại không uống được chứ. Uống sữa nha, cầm sữa sang cho bà nhá. Chứ cháu bà thầy á? Mấy tuổi rồi bà? Chứ hai anh em mà. À. Vâng. Một đứa một nơi. Vâng, trên 20. Đủ chẳng không? Cho đi học. Chẳng muốn đi học không? Chẳng biết cả nhà trời đâu mà. Chẳng biết nói mà. Chẳng thích đủ vậy à. À, hôm nay tôi cùng với Hai Sơ một lần nữa lại quay trở lại gia đình của chị Lê Thị Ngọc. Chị Lê Thị Ngọc là mẹ của hai cháu Quang và An ở đây. Tháng 4 năm 2021 thì chị Lê Thị Ngọc đã bị ung thư cho nên là chị đã qua đời, đã để lại cho bà, cho bà nội đó, hai đứa cháu mồ côi cả cha cả mẹ. Mẹ của các cháu đây thì mất năm tháng 4 năm 2021, còn bố của các cháu thì mất từ khi các cháu còn bé nha, 2015 đó. Đó cho nên bây giờ các cháu mồ côi cả cha cả mẹ, cho nên là ở với bà nội. Thì khi mà chị Ngọc bị bệnh những ngày cuối đời đó, trên giường bệnh thì cũng đã kết nối được với chị Ngọc Hoàng. Chị Ngọc Hoàng là ở thành phố Seattle bên tiểu bang Washington bên nước Mỹ. Thì chị Hoàng cũng đã rất là thương ba mẹ con của chị Ngọc, nhất là thương chị Ngọc những ngày cuối đời đó, thì đau đớn về thể xác nhưng mà cũng cái sự dằn vặt ở trong tâm hồn khi mà nghĩ đến hai đứa con của mình. Cho nên là chị Ngọc Hoàng đã gửi tiền về để giúp cho chị Lê Thị Ngọc những ngày cuối đời, cũng như là giúp tiền cho các cháu ăn học. Và ngày hôm nay để bước vào năm học mới thì cô Ngọc Hoàng là người đã thay cho mẹ con đó, để giúp cho các con, thì cô Ngọc Hoàng gửi cho hai anh em của chúng con tiền học của năm học 2022-2023, tổng số tiền đó là 7 triệu đồng cho hai anh em của chúng con Quang và An nhé. Rồi bây giờ Quang nói vài lời. Cảm ơn cô Ngọc. Rồi gửi quà cho anh em con.
Ừ, thôi được rồi bà. Bà cũng thay lời cho hai cháu là bà xin cảm ơn cô Ngọc Hoàng. Cô Ngọc Hoàng đã giúp đỡ cho hai anh em là cháu Quang và cháu An để cho các cháu là ăn học để trưởng thành lên người. Lên người. Vâng. Đã, thưa quý vị, trên bàn thờ đó là bố mẹ của hai cháu Quang và An. Bố thì qua đời năm 2015, mẹ thì qua đời năm 2021. Tôi để lại hai đứa con trai này và sống với bà, cho nên các cháu thiệt thòi, một cô cả cha cả mẹ. Chính vì vậy cho nên là chị Ngọc Hoàng nửa vòng trái đất, nhưng mà chị rất là thương các cháu ở đây, cho nên là năm ngoái cũng như năm nay là gửi tiền về giúp các cháu ăn học nhá. Quang năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay học lớp 6. Quang học lớp 6. Con An? Cháu học lớp 2. Ừ. Rồi hai anh em cố gắng học giỏi nhá. Bỏ áo xuống nhá, cố gắng học giỏi để khỏi phụ lòng của cô Ngọc Hoàng cũng như là các cô, nhất là cô Nhung này, đúng không? Cô Nhung ở trong Sài Gòn, rồi cô Trang ở trong Sài Gòn, rồi cô Duyên ở Chicago. Đó là những người mà mới gửi tiền cho con hôm trước nhá. Rồi, sơ nhiệm cảm ơn cô Ngọc Hoàng. Dạ, thưa chị Ngọc Hoàng thì em cũng hôm nay cùng với đệ cha đến để thăm lại hai em Quang và An. Để trao cái phần quà mà chị đã gửi cho các em trong cái tình yêu thương. Em rất là xúc động khi mà chị không thể không chỉ quan tâm đến mẹ của các cháu khi mà đang còn ốm, mà chị còn nghĩ đến các cháu khi mà không còn cha, không còn mẹ, không còn chỗ nương thân, mà thiếu đi tình cảm của cha mẹ. Thì vì vậy mà chị đã yêu thương và gửi quà cho các cháu. Thì thay lời cho tất nhiên cho Quang với An thì chúng em cũng xin rất là cảm ơn chị khi đã đồng hành cùng với chúng em trong nhiều năm qua, và kính chúc chị cũng như gia đình luôn luôn mạnh khỏe, được đời tràn ngập của Chúa, và xin chị luôn quan tâm và đồng hành chúng em tiếp tục trên con đường này để chúng em có thể đem tình yêu thương của chị cũng như của tất cả mọi người đến với nhiều người khó khăn hơn. Rồi sơ hương động viên các cháu học hành tốt thì sao? Quang và An thì bây giờ là mọi người đã rất yêu thương hai con rồi, thì sơ cũng như các cha và quý ân nhân cũng như chị Ngọc Hoàng luôn luôn mong hai con này cố gắng học giỏi nhá, rồi sống ngoan yêu thương bà nhé chưa? Rồi các con có hứa với lại cô Ngọc Hoàng là chúng con sẽ học giỏi không? Quang học giỏi đúng không? Quang năm nay được giấy khen. Quang được giấy khen, vậy em có được không? An được không? Có. Nhớ nha. Rồi phải cố gắng để giữ lấy giấy khen. Khen không có năm nay được mà sang năm không được rồi nữa nha. Rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn chị Ngọc Hoàng bên thành phố Seattle, bên Washington. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho anh chị cũng như các cháu, nhất là cháu Hiếu Nghĩa đó. Thì cho anh chị và các cháu được nhiều ơn lành của Chúa, phần hồn cũng như phần xác, để lại tiếp tục đồng hành cùng với ca tác Thanh Hóa, nhất là đồng hành cùng với hai cháu Quang và An ở đây để giúp các cháu được tiếp tục đến trường. Xin cảm ơn. Cháu bé đi bỏ rơi, không có cha mẹ chăm sóc.
đây là bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chúng tôi mới vừa trao tiền để hỗ trợ cho một em nhỏ, một bé sơ sinh mà sinh ra là bị bệnh, cho nên mẹ cháu lại bỏ cháu, không có nuôi, cho nên là bỏ lại ở bệnh viện, cho nên là chúng tôi đến để hỗ trợ một ít, tức là 2 triệu đồng của chị Thiên Hương ở bên Dallas, chị Anna Nguyễn á, chị Thiên Hương bên Dallas hỗ trợ cho cháu bé là 2 triệu đồng để cho những ai nhận nuôi cháu thì có tiền để hỗ trợ cho cháu. Thì cầu xin Chúa trả công bội hậu cho chị Thiên Hương cũng như quý ân nhân, và xin Chúa gìn giữ cho cháu bé được lớn lên trong ân sủng của Chúa. Xin cảm ơn. Và đây là chiếc xe cứu thương của Caritas Thanh Hóa. Được 108. Đón bệnh nhân ở bệnh viện 108. Vâng, chào nhé. Rồi đi cửa trên lên này, cửa hông. Đi cửa hông, lên cửa hông. Đóng góp xin gửi về Caritas Thanh Hóa, địa chỉ 50 Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Email caritasgpthanhoa@gmail.com. Cha giám đốc Phaolô Nguyễn Văn Thường. Số điện thoại 0975 369 436. Email frthuong@gmail.com.